Chào mừng quý vị các bạn đến với LTK Bonsai. Hôm nay mình cũng giới thiệu một số cây bonsai thành phẩm và hoa kiển chơi Tết tại điểm bán của An Bình ở quận Ngô Môn, thành phố Cần Thơ, cho quý bà con mình có nhu cầu giao lưu cây kiển. Mến chào quý cô chú anh chị gần xa đã đến với kênh LTK Bonsai ngày hôm nay nha. 3 tháng 2 2021 nha. Rồi thì ngày hôm nay cây cảnh Bình An cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây bonsai mini nha, để chơi trong dịp Tết nha. Đây là cây mã số 1 nha. Rồi, sam trắng phớt hồng dáng đổ. Cao của cây này là 46. Đó. Cái này chi cành thì đã ấy hết trơn rồi, mình về mình tháo dây ra rồi là đó, chơi được luôn nha. Chi dài tàn nha. Từ đây tới đây nha, trên đỉnh của nó xuống đây ha là 80 nha. 80. Cái rộng là 75. Rồi bông trắng phải không? Dạ. Ửng hồng. Rất là thơm luôn nha. Sao thấy hơi hồng hồng à? Nè, nụ ra khá là nhiều rồi. Rồi. Cái này thuần chậu luôn rồi, mình về mình chơi thôi. Không có ghép gì ha. Dạ không. Đó, rồi, đế khá đây. Dữ ha. Tổng ở tại vị trí này là 43. 43. Rồi cái nhánh đứng nè. Thân đại diện của nó là 30. Nhánh nằm 30. Nằm 30. Đứng là 24. 24. Rồi. Đó, đế sổ khá đẹp ha. Rồi, giao lưu nha. Cây mã số 1 có giá là 5.500.000 đồng bao ship toàn quốc nha. Rồi, chậu luôn ha. Dạ, chậu này chậu muỗng nha. Mình về mình sang chậu của mình lại. Chậu rồi. Đó thì em ship đi luôn cho mình. Cây mã số 2 là cây bàn xin ghép ha. Cao là 59. Bàn Singapore hả? Dạ. Ngày hôm qua em có một cây thì em cũng đã giao lưu rồi nha. Rồi, cái này cũng chậu. Mang cái tính chất phong thủy nữa ha. Cây bàn bonsai dạ. Ghép ha. Đế khá đẹp luôn. Thân tại vị trí này là 15. Rồi. Đó. Rồi cây này có giá là 1.200.000 đồng nha. Này chậu nhựa em ship luôn cho mình ha. Rồi đi xa làm sao? Dạ đi xa thì cũng bình thường ha. Chậu đó ship chậu luôn. Toàn quốc luôn ha. Dạ. Những vùng nào có dịch đó thì chú ý nha, không có nhận gửi mấy chỗ đó ha, tại bưu điện không có nhận. Cao của cây ổi xẻ là 34. Đổ của nó là 59. Rộng của nó là 50. Rồi bây giờ bưu điện tới Tết luôn hả? Giao tới Tết. Dạ, nhận hàng luôn. Xuyên suốt luôn đó. Không nghỉ nha. Dạ không nghỉ. Nè có bông khá bông. Nhiều nha. Rồi. Trái bằng đầu ngón chân á, rất là thơm. Dáng co lắc rất là đẹp. Thân của nó là 16. 16. Đó. Chậm á. Rồi quay qua đây. Quay qua nữa đi. Đang bông khá là nhiều nha. Quay. Ổi xẻ mã số 3 ha. Có giá bao ship toàn quốc là 2.200.000 đồng nha. Hôm qua có một cây thì mình cũng đã giao lưu rồi nha. Dáng cũng na ná như vậy đó. Cây mã số 4. Mai Chiêu Thủy Trung Nô. Ủa này là gì ta? Mai Chiêu Thủy đi. 60 là chiều cao nha. Này lá ngang nhỏ là 59 rồi. Dạ. Lá nhỏ xíu mà. Rất là thơm luôn ha. Bây giờ đo ở đây đi nha, cho mình biết độ lớn của cây ha. 30 nha. Rồi trên. Trên đây nha. Trên đây là 23. 23 rồi. Cây mã số 4. Liền lạc ha. Dạ cây liền lạc. Dáng quái. Có giá là 1.600.000 đồng nha. Đây. Ấm tàn rồi, luôn rồi đó. 1.600.000. Chậu bao. Này ship luôn nha, bao luôn chậu. Bao chậu số đóng lòng. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Đối với những cây bonsai á thì em ship kỹ lưỡng cho mình, an tâm nha. Cao là 35. Bà con mua hàng nhận kiểm tra kỹ nha. Dạ, kiểm tra rồi mình thanh toán nha. Tại vì có bất cứ vấn đề gì á thì cứ liên hệ em. Có chương trình là nó bao dạ. bao gãy đó. Thân của nó là 20. Gãy thì mình đền bưu điện. Cái tán này của nó là 42. Cây mã số 5 nha.
hoa màu trắng rất là thơm luôn. Nó có cái thẹo phải không? Dạ, đây. Rồi, có cái thẹo. Đó. Lành rồi ha. Rồi. Cây này có giá bao ship toàn quốc là 1 triệu đồng nha, mã số 5 ha. Mã số 6. Đây, cây này có chiều cao là 43. Ngang của nó là 45. Cái gì đây? Cũng là mai chiếu thủy luôn. Cái này chưa có lên bông rộ nha. Đó. Quanh thân ở chỗ này cũng khoảng 7-8 ha. Rồi. Cái này có giá là 300 nghìn đồng nha, mã số 6 ha. Cây mã số 7. Ồ, cái này dáng bonsai chuẩn luôn nè ha. Cao của nó là 39. Ngang ở tại vị trí này là 48 nha. Mặt cắt thì cũng đã liền lạc hết rồi. Chi cành già cổ hết rồi ha. Rồi, quay chậm chậm cái nữa đi. Rồi, xuống này, chụp nu ha. Dạ. 12 là thân. Đế như này là 25. Quay nghiêng đi. Lại cho mình coi bàn, cái tàn. Quay nha. Quay cái đế cái này. Đó. Rồi, coi tàn. Bú nguyên cục bú luôn nha. Đó, già hết rồi. Rồi, cây này bao ship với giá là 1 triệu 300 ngàn đồng nha. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Cây mã số 8. Cũng là mai chiếu thủy luôn nha. 82 là cao. Đây, thân thì nu hết nha. Bông trắng rủ xuống khá là đẹp. Cái tán ở vị trí lớn nhất là 61, 60 nha. Đó. Rồi, thân. Thân tại vị trí này là 15. Rồi. Già rất là già rồi nha. Cái này có giá là 1 triệu đồng bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại của em là 0939700449. Cây này cây sam mã số 9 nha. Sam gì á? Sam siêu bông. Lá sậm hơn ha. Hơn là song huynh. 40 là cao. Ngang của nó là 50. Chi tay đã bẻ hết rồi nha. Rồi hoành thân cái đi. Thân trên đây là 17. Phần dưới đây thì có thể lớn hơn nha. Quay đi quay. Mã số 9 nha. Đây, dạy cho mình coi cái tàn đó ha. Đó. Cây này thì em báo giá hữu nghị cho mình với giá là 500 ngàn đồng nha. Mã số 9. Mã số 23. Cái này là... Ủa, mã số 10. Mã số 9 là qua 23 rồi. Sao giờ em đâu tới 23 hay thiệt chứ. Lộn. Chán lộn. Sam Song Hinh nha. Chiều cao. Cao là 35. Đó. Rộng. Rộng. Rộng là cái này là 55. Dài 77. Đó, sam này cũng dễ để bông ha, mình cho nó tuột lá hết rồi bắt đầu là nó sẽ ra bông và ra lá non kèm theo luôn. Đó. 32 là hoành thân. Ra ngã à. Ngã ra ha. Ngã chỗ cái đó, cái này là có cái dáng bay ra luôn nha. Rồi. Rồi, cái này bao ship toàn quốc với giá là 2 triệu 800 ngàn đồng nha. Giá em bao gồm phí ship toàn quốc cho mình ha. Cây này là cây khế mã số 11. Đó. Khế chua hả? Thường cái này hả? Là khế chua. Cao của cây này là 56. Nè, có trái nè. Trái này vận chuyển chắc sẽ bị rụng quá. Rụng chắc ăn luôn. Đó. Thì để tượng trưng cho mình câu vậy đó. Chứ nó liêu khiêu quá. Tán ngang của nó là 70. Đo của hoành thân nha. Dòm cây là mình biết nó già kìa. Dướng nè. Rồi chị hao đi. Rồi 14. Rồi. Đúng không? Rồi. Cây này có giá là bao ship là 900 ngàn đồng nha. Cái chậu này nữa em dở ra nha. Không có bao chậu được bó bầu. Tới cây khế mã số 12. Đó. Khế này thì cũng đã vô cành sơ sơ rồi nha. Mấy cái chồi này nó mọc lên sau nữa mình về mình uống lại giùm em ha. Đo từ đây tới đây là 90. Rồi cũng là khế chua ha. Dạ khế chua luôn.
đang ra bông khá là nhiều ha. Quay qua đây coi nè, có cái thẹo đây ha. Đâu? Mặt thẹo này. Này là cái mặt cắt quá. Nó hơi sâu. Đây ha. Thân ở tại vị trí này là 23. Có cứng chưa? Cứng ngắt rồi. Để đo cái đế, đế nằm của nó ha. Đế nằm của nó là 35. Rồi cái này em cũng bao ship toàn quốc với giá là 1.500.000 đồng nha. Quanh đó rồi. Quanh chưa chưa? Rồi hả? 22. Mới rồi. Nói 22, 23 gì đó. 1.500.000 đồng nha, mã số 12. Cây khế chua ha. Rồi cây mã số 13, cây này là cây da nhật. Đó. Da nhật dáng quái ha. Cao của cây này là 58. Ngang của nó là 75. Mã da nhật số 13 nha. Thân em đo tại vị trí này là 22 ha. Đế tổng của cây là 70. Rồi cây này bao ship với giá là 800.000 đồng mã số 13 nha. Số điện thoại liên hệ của em có để trên tiêu đề YouTube nha. 0939700449 ha. Tới cây mã số 14, cây này là mini bonsai cần thăng nha. Cái này là chậu xi măng, em ship luôn nha. Về em dỡ ra là chơi thôi. 23 là cao. Đó. Cái này là dáng đổ của nó ha, người ta uống rất là... Bây giờ đo tàn đi. Tổng tàn của nó là 42. Thân thì khoảng ngón tay giữa nha. Đó. Rồi. Rồi cái này có giá là 300.000 đồng mã số 14. Chậu luôn hay gì? Khoan. Dạ chậu luôn. Chậu thì bằng gì ạ? Chậu này chậu xi măng nha. Rồi. Rồi xuống giả đá phải không? Xi măng giả dạ. Đá. Đó nè chậu xi măng. Cứng ngắt nha. 15 nha. Cao là 25. Ngang là 30. Rồi cũng giá 300 thôi mà. Đúng rồi. Một thân cần lên thăng. Mà người ta uống vậy đó. Cần nè. Thăng. Rồi. Nó có một thân lên thôi. Rồi. Rồi cái này cũng đồng giá là 300.000 đồng nha. Dáng rất là quái nha. Cây mã số 16. Hơi bé một tí thì là 250 ngàn. Giá cũng đã bao gồm phí ship luôn. Đế này có thể phát triển lên nữa nha. Rất là quái nha. Rồi mini. Đó. 250 ngàn đồng. Rồi, bao rồi. Ship toàn quốc. Đối với những cây mini này thì em đóng lòng đóng sọt đi cho mình an toàn nha. Mã số 17. Cây này dáng đổ ha. Cũng giá là 300 ngàn luôn. Này của nó là 29 dáng đổ ha. Đó, 300 ngàn bao ship toàn quốc, bao luôn chậu. Rồi. Mã 18. Đây. Cần thăng bonsai. Cao là 20. Báo giá cũng hữu nghị cho mình dễ chơi nha. Tàn này của nó là 40. Mã số 18. 300 ngàn đồng. Rồi, đến với mã số 19. Cây này là cây trang sen nha. Trang sen, trang tàu đó. Cao của nó là 49. Ngang nó là 39. Đây, cái bông đó này. Có chột hoa rất là lớn nha. Rất là đẹp. Rồi. Rồi một cặp như vậy thì có giá bao ship là 400.000 đồng nha. Một cốt ha. Rồi. Cặp này là cặp 20. Cũng là trang sen luôn. Cao tương đối là 48. Ngang là 40. Đó, những cây này hiện tại là thuần chậu hết nha. Mình về mình chăm nó sẽ mau lớn. Rồi cũng đồng giá là 400.000 đồng bao ship hai cây đến tận nhà nha. Trước khi nhận hàng thì mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cây gặp bất cứ vấn đề gì thì cứ liên hệ em. Em sẽ xử lý cho mình nha. Trang vàng lá nhỏ siêu bông. Cao của cây này là 49. Ngang của nó bó tàn lại là 45. Đó. Những bông này nở nhưng mà nụ nó còn cũng rất là nhiều ha. Rồi một cặp như vậy thì có giá là 300.000 đồng nha. Hai cây ha. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Và bà con mình lưu ý thì những vùng nào có dịch thì em không có gửi được nha. Do bưu điện không có nhận ha, chứ không phải em không gửi nha. Rồi. Cái này có cao tương đối là 52. Trang vàng lá nhỏ. Cây này lớn nha.
Tán ngang là 73. Tròn đều ha. Rồi, dán lên. Đó, cốt lớn nha. Rồi. Đó. Rồi, cây này có giá là 450.000 đồng bao ship toàn quốc ha. Cái tạng nó tròn như là cúc mâm sâu vậy đó. Cái này mình chưng qua Tết thì bắt đầu mình cắt những cái bông này, mình để lại bông khác. Cây này có chiều cao là 56. Ngang của nó là 75. Đó. Những cái nụ nè, nụ này là nụ còn lại nè nha. Đó, khi mình gửi đi những cái bông nó nở quá thì nó sẽ bị rụng nha. Nụ còn lại thì nó sẽ tiếp theo nó nở lên. Cây nhỏ thì bằng đầu đũa ăn ha, còn cây lớn thì bằng khoảng ngón tay. Rồi. 450 luôn. Cặp mã số 24. Cặp này cũng đồng giá là 300.000 đồng nha. Đó. Cao cây này tương đối là 47. Cái này nè. Quá khứ bông luôn nha. Đó. Cây của nó nè. Cây của nó thì bằng đầu đũa ăn của mình nha. Đầu đũa bự á. 300.000 đồng nha. Cặp bao cặp ship tuần. Dạ, một cặp 2 cây. Rồi. Bao ship với giá là 300.000 đồng. Cặp 24 nha. Đến với mã số 25. Đây là bằng lăng hoa tím lá trung. Chim bên đây nữa để nó ngã. Đây, xoay cái đi. Cái mặt dựng đó là mặt lũa nha. Rồi xuống hai chậu bông này đi. Rồi lũa dạ. Nguyên gốc luôn ha. Dạ, sống khỏe luôn. Đây, bây giờ báo chiều cao của cây này nha. Là 75. Đó, những cái này thấy vậy chứ nó sống khỏe lắm. Rồi cái bề ngang thôi, đo bề ngang được rồi. Bề ngang nha. Tổng chiều ngang đế của nó là 72, lấy 70 nha. Thì hoành cũng khoảng 140-150 đó. Rồi cây này bao ship với giá là 1.600.000 đồng ha. Khoan từ từ. Bao ship luôn. Đến tận nhà cho mình và bao sống cho mình trong vòng 2 tháng nha. Rồi. Bằng lăng hoa tím lá trung ha. Mình về mình có thể ghép tường vi nha. Tường vi thì phổ biến hai màu. Màu huyết long và màu hồng. Ghép tường vi vô thì cây bằng lăng của mình nó sẽ tăng giá trị thêm ha. Ngã nhà bên kia có cục đá vịnh nó nghiêng bên đó. Cao tương đối của cây này là 80. Phần này thì nó ôm cục đá khá cứng nha. Đá này rất là nặng luôn. Quấu vô. Dạ, đây nè, nó ôm vô nè. Đó. Bây giờ em đo chiều dài bộ đế nha. Cây này khá quái nha. Vịnh đi. Dài đế của cây này là 70. Đó, phần này ôm đá nè. Rồi. Dáng quái rất sống khỏe luôn. Đó, cây này bao ship toàn bộ với giá là 2.300.000 đồng nha. Nặng ha. Dạ nặng. Nặng với lại dáng cây cũng khá đẹp ha. Rồi. Giá thu vô của em thì cũng khá cao nha. Rồi. Nặng giảm em. Cây bằng lăng hoa tím lá trung. Cây này ôm cục đá nhẫn nha. Vịnh không hay là chim? Cây này cao tương đối là 75. Đây, cục đá trồng quay ha. Dáng cũng liền lạc nha. Đó. Đá. Cái này mình về mình có thể tạo lũa những cái vùng này ha. Lá rất là đẹp ha. Luôn. Dạ, lá trung luôn. Rồi bây giờ đo vịnh nha. Chiều ngang bệ của nó là 70. Rồi, cũng vậy đi. Đó, những mặt lũa khá đẹp quay nha. Quay đi, quay vòng cái nè. Đó, cây này có giá là 2.800.000 đồng nha. Khá em bao ship toàn quốc cho mình ha. Rồi. Đó, những cây này rất là đẹp. Cây mã số 28. Xuống cây kia cho nó đi. Rồi. Này là bằng lăng hoa tím lá trung luôn nha. Đây. Cao cây này là 60. Cái này là ôm đá ha, cứng ngắt nha. Những cái nhánh này già rồi mình về mình có thể ghép được rồi ha. Đó. Ngã. Ở đó. Dịch dịch đi. Rồi.
Tổng hoành của cây này xin báo và lấy là 100 nha. 110 mà lấy 100 ha. Rồi, wow. Rồi. Cây này bao ship toàn quốc là 1.200.000 đồng. Thế vậy chứ những mấy cây này nặng lắm nha. Rồi. Xuống cây này nhí hơi. 1.500.000 chắc. 1.200.000 hả? 1.200.000 à. Okay. Đến với mã 29 là cây này cú líp. Cây này là cây mận An Phước nha. Đó, mận An Phước. Những cây này thì cũng sẽ nhanh cho trái nha. Giờ em đo tổng chiều cao của cái phôi thôi nha. Là 75. Có cho trái chưa? Cái này cũng đã từng có trái rồi á. Rồi tán ngang. Nhưng mà nó không có được nhiều. Ngang sơ bộ. Ngang sơ bộ của nó là 90 nha. Đây. Mận An Phước ha. Rồi cắt phôi lên ha. Dạ cắt phôi lên. Chỗ đó nó chốc hay chốc da hay hả? Dạ đúng rồi. Nó già quá trời luôn. Những cái cây già quá thì nó sẽ chốc da, nó làm lại da mới. Rồi dạch dạch ra cây. Đúng rồi ha. Dạ. Rồi đo cái hoành coi. Hoành thân của cây nha. Ở tại vị trí này là 65 ha. Lấy 62. Rồi cây mận này bao ship toàn quốc luôn đi. Toàn quốc luôn hả? Toàn quốc luôn. Với giá là 2.800.000 đồng nha. Mình về mình có thể mấy nhánh này mình có thể uống bonsai. Cái này ship có gãy nhánh gì không nha? Dạ sẽ cố gắng hết sức nha. Rồi cây mận này cũng là cây cú líp ha. Cây cảnh bình an cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị gần xa trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ cho em. Và hãy nhớ là đăng ký kênh LTK Bonsai nha, để nhận nhiều thông báo về những cái cây cảnh mới đẹp của mình ha. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào những video sau.